Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em Lợi lại tiếp tục review, giới thiệu, chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe mà bên em Lợi vừa mới nhập về. Đó là chiếc Ford Ranger sản xuất năm 2020, số tự động XLS, một cầu máy dầu màu đen. Xe sử dụng động cơ máy dầu 2.2. Vâng, đây là một chiếc xe nhập nguyên chiếc Thái Lan, form mới 2021 nha quý anh chị nhé. Toàn bộ lịch sử của chiếc xe là đăng ký tên cá nhân biển tỉnh. Và bên em Lợi cũng đã rút hồ sơ nên là toàn bộ pháp lý, không có tranh chấp kiện tụng, không có phạt nguội. Xe thì bên em Lợi khẳng định cam kết đây là một chiếc xe đẹp, không có đâm xô biến dạng ô tô, vỏ kính và đèn. Máy số là nguyên zin, zin một dàn lốp theo xe nhá. Xe chạy chưa hết một dàn lốp đâu quý anh chị ạ. Xe sau 2 năm sử dụng mà còn khá là mới và đẹp. Xe được trang bị thêm nắp thùng thấp. Đấy, màn hình cam lùi, cam hành trình đều được bác chủ trang bị khá là nhiều đồ chơi. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng. Bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền Tổ quốc. Khi quý khách hàng nào mà có nhu cầu bán xe lên đời, alo em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi, địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và chạy thử. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe. Đèn hậu của chiếc xe là nguyên bản và sáng đều nhau. Toàn bộ khe hở cánh cửa, cabo, cốp trước, cốp sau đều là nguyên zin. Và 5 quả lốp nguyên một dàn theo xe nhá quý anh chị nhá. Bên em Lợi cam kết khẳng định bằng văn bản cho quý anh chị, không làm xe lỗi, không làm xe ngập nước, không làm xe tai nạn. Quý khách hàng có thể mang ra hãng để kiểm tra hoặc là mượn thợ đến test xe nếu phát hiện đâm xô biến dạng ô tô. Máy số bị ngập nước thì bên em Lợi bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý khách hàng. Toàn bộ chiếc xe thì chỉ chạy trong phố phường nên là chất lốp, chất gầm này rất là đẹp. Đây là toàn bộ cái phần lốp của chiếc xe. Lốp còn nguyên bản theo xe. Đấy. Tất cả lốp đều đát thai năm 2020 và năm 2019. Toàn bộ cái phần cua lốp này, đầu sắt xi của chiếc xe là nguyên bản từ đầu, không có đâm xô, và toàn bộ sắt xi chưa sơn lại. Toàn bộ sơn zin toàn bộ nhé. Vâng. Với những chiếc xe mà có vùng biển mặn thì các cái phần gầm thì họ thường là phủ nheo hoặc là họ bắn sơn lại, nhìn nó không được đẹp. Nhưng mà với cái chất xe này thì chỉ chạy phố phường nên là từ các cái móc khóa bậc lên xuống xà gầm bệ đều rất chi là đẹp. Đấy. Đây, toàn bộ lốp 5 quả đều zin đát theo xe và rất chi là đẹp nhé. Chassis sơn zin toàn bộ này, không cắt nối gì từ các cái phần cu lốp của chiếc xe. Bậc lên xuống của chiếc xe đây và khe hở cánh cửa là đều nhau, sơn zin toàn bộ nên là rất chi là bóng và đẹp. Đây, toàn bộ cái phần đèn pha phía trước của chiếc xe này, mặt ca lăng form mới rồi. Đấy. Tay lái trợ lực điện form mới 2021 nên là mặt ca lăng của chiếc xe được trang bị mắt cáo và toàn bộ biểu tượng Ford của chiếc xe nó to và đẹp hơn. Đấy. Đèn pha hai bên rất chi là mới và sáng bóng đều. Cabo của chiếc xe thì toàn bộ sơn zin. Kính đèn thì không bị rạn nứt. Đấy. Toàn bộ kính lái, kính hậu bên sườn thì em Lợi đã kiểm tra và khẳng định đều theo đắt năm 2020. Đây, toàn bộ đát của lốp xe này, đát tuần thứ 46 năm 2020 nhé. Đấy, toàn bộ đun lốp, gân lốp này cực kỳ dày. Toàn bộ lốp thì quý anh chị không phải lo nghĩ gì đâu, về sản chạy thôi. Và bốn má phanh thì em Lợi cũng vừa mới bảo dưỡng, toàn bộ dầu, lọc dầu vừa mới thay.
Quý khách hàng nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, nhớ ấn nút đăng ký kênh màu đỏ thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng. Bên em Lợi chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền Tổ quốc đã qua sử dụng, ưu tiên là các dòng xe máy dầu và xe bán tải. Phần gầm của chiếc xe lốp sơ cua khá là dày và đẹp, phần gầm thì khô ráo, không chảy dầu gì, toàn bộ phần gầm thì không mục mọt. Gầm của chiếc xe thì khá là đẹp và em Lợi chạy thử thì phần gầm là khá là chắc chắn. Đấy. Có bô của xả của chiếc xe rất là sáng. Toàn bộ cái phần lót thùng của chiếc xe, cơ bản lót thùng thì khá là đẹp, không chở hàng nặng nên là lót thùng hai bên thành không bị trầy xước, móp méo gì. Và các cái phần ốc này sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Chiếc xe sau 2 năm sử dụng mà toàn bộ zin từng con ốc nha. Các cái phần bửng sau của chiếc xe này khá là đẹp. Và đây em Lợi quay vào cái phần nội thất cho quý anh chị xem. Toàn bộ nội thất của chiếc xe này được trang bị ghế da. Đấy. Xe màu đen, nội thất ghế da 2 màu vàng bò và màu đen khá là đẹp. Toàn bộ các cái phần khung cột của chiếc xe và táp ly cánh cửa là nguyên zin. Xe Ford Ranger XLS số tự động 1 cầu máy dầu. Đây, toàn bộ cái phần táp ly cánh cửa này, ghế lái của chiếc xe, vô lăng củ số tự động máy dầu. Đây là cái phần vô lăng của chiếc xe này, cực kỳ đẹp và bảo dưỡng nhắc nhở tại hãng Ford. Đấy, toàn bộ màn hình này, củ số phanh tay của chiếc xe này khá là đẹp và mới, táp ly bàn thờ và các cái phần tay nắm cánh cửa này cực kỳ mới và đẹp. Bậc lên xuống trải sàn da và các phần tay nắm cánh cửa này lên xuống kính điện, khóa tổng điện này, đều rất là đẹp. Kính của chiếc xe thì đều của hãng Ford và đều có số 0 theo năm sản xuất 2020 của chiếc xe. Đây là toàn bộ cái phần tay nắm táp ly cánh cửa này. Đấy. Và cái phần nội thất ghế phía sau của chiếc xe này rất là căng và đẹp. Xe nội thất cực kỳ mới. Trần nỉ nguyên bản từ đầu. Xe còn đủ nguyên hai chìa khóa theo xe. Đây là toàn bộ cái phần máy của chiếc xe. Máy thì cam kết là nguyên bản từ đầu nhé. Máy zin từng con ốc và từ các cái phần két nước này. Sơn đánh dấu ở như cái phần máy phát của chiếc xe này, nguyên bản từ đầu. Các cái phần ốc tai, ốc cabo đều là nguyên zin, chưa tháo lắp đâu quý anh chị ạ. Toàn bộ xe khá là đẹp. Và sau đây em Lợi nổ cho anh chị em nghe cái tiếng động cơ của chiếc xe. Là toàn bộ cái phần động cơ của chiếc xe này. Đó, búng phát nổ ngay. Đó. Động cơ máy dầu 2.2. Máy nổ khá là êm.
Vâng, vừa rồi ông Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Ford Ranger sản xuất năm 2020 XLS số tự động một cầu máy dầu. Quý anh chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và gặp lại quý vị các bạn.